Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang. Thì ngày hôm qua bên em về được hai lô mic để phục vụ cho các bác và anh em. Thì có lô mic là 780 là đuôi bằng, còn 790 là đuôi chuột các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu rõ chi tiết và báo giá cho các bác và anh em để các bác và anh em tham khảo có quyết định mua dòng mic Beyer để sử dụng hay không các bác nhé. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em lô mic Beyer vỉ tím mặt phay nhôm có tên là Men. Đấy thì công ty của Men sang Beyer đặt hàng có tai bắt tủ luôn, rất đẹp. Và dòng mic này là dòng mic của dòng 780 có nhá, mặt phay nhôm. Thì những cái dòng 780 thường kia thì nó sẽ không có tai bắt tủ, nhưng mà cái hàng công ty Men này sang Beyer đặt hàng thì nó sẽ có tai bắt tủ luôn. Và dòng mic này là dòng mic đời cao, đời 2021 nhá các bác nhá. Mên mạch thì là mên mạch chuẩn của Beyer. Đấy, chuẩn của Beyer. Và mên mạch 2017 là mên mạch cao cấp nhất của hàng bãi của Beyer rồi đúng không ạ? Và mã của nó là D9500, tay da cá phải nói là siêu đẹp cho bác và anh em. Lô mic này phải nói với các bác và anh em là đẹp đến trên 90% các bác nhá, trên 90%, rất đẹp. Và tất cả còn nguyên lẫy pin, đẹp từ bên trong ra bên ngoài cho bác và anh em. Đấy, đầu thu thì phải nói là thiết kế đẹp cho bác và anh em làm sự kiện, hoặc các bác và anh em ghép vào bộ dàn âm thanh thì nó sẽ có sẵn tai bắt tủ rồi, rất đẹp đúng không ạ? Đường trước đường sau đều đẹp cái lô mic này. Đấy, lô mic này bên em về phải nói là xuất sắc luôn, đẹp đến trên 90% các bác nhá. Và hàng cam kết với các bác và anh em là hàng chính hãng của Beyer, hàng chính hãng luôn, không phải hàng loại 1 hay loại 2. Và giá bộ mic này thì em cũng để cho bác và em là 2.300.000 một bộ bao ship các bác nhá. Và bảo hành cho bác và em là lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng các bác và em sử dụng có bất kỳ lỗi gì em sẽ đổi cho bác và anh em sang bộ khác. Đấy, tay da cá phải nói là cực kỳ đẹp. Cam kết với các bác và anh em là nhận với những bộ mic này xứng đáng đồng tiền bỏ ra. Đây là lô mic 780 có tên là Men có nhá, mã của nó là D9500. Và dòng mic đuôi chuột đó là dòng mic 790 thì nó sẽ có những cái mã như là Beyer K890. Thì cái lô K890 này thì bên em về được gần chục bộ. Thì ngày hôm qua thì các bác và anh em xem live của em hàng về thì các bác em cũng đặt mấy bộ cái dòng Beyer K890. Và dòng K900. Đấy, K900 này là mặt phay nhôm các bác nhá. K900 này mặt phay nhôm. Và có dòng UF802. Đấy, thiết kế rất đẹp. Thì lô mic 790 này cũng có giá tiền là 2.300.000 một bộ bao ship các bác nhá. 790 với 780 thì nó là một, còn 790 thì nó sẽ là đuôi chuột cho bác các bác nhá, đuôi chuột. Và dòng này thì là dòng đời cao, đều có cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc cho các bác và anh em. Đấy thì nếu mà các bác và anh em lấy K890 mặt nhựa này, hay là cái dòng K900 mặt phay nhôm, đấy, hay là UP820 đấy mặt nhựa các bác nhé, toàn là mic đời cao, đời toàn là đời cao đó các bác ạ, rất đẹp, tay da cá hoàn hảo cho các bác và anh em. Đấy thì khi các bác và anh em mua những bộ mic đẹp bên em như thế này thì các bác và em dùng phải nói là yên tâm về chất lượng hay là độ đẹp các bác nhé. Thì tất cả những lô mic này thì em đã test cẩn thận và ghép thành cặp mic rồi. Đấy nên là khi gửi cho bác và anh em thì em sẽ test lại một lần nữa kỹ càng rồi gửi đi các bác nhé. Đấy, tất cả những bộ mic này về em đã soạn ra và em đã cho đi theo cặp như thế này rồi. Đấy, nên là các bác và anh em nếu mà thích mic đuôi chuột, mặt phay nhôm hay là loại mặt nhựa thì các bác và anh em có thể là lựa chọn. Thì tất cả những dòng mic này bên mạch giống nhau, có thể là thay thế ghép tay mic cho nhau được các bác nhé, chứ không phải là nhiều các bác và anh em cứ nghĩ là loại này hay hơn hay là loại kia hay hơn. Đấy thì những cái dòng mic Beyer thì nó là hàng chính hãng nên là nó sẽ có kiểu dáng thiết kế ở bên ngoài khác nhau, nhưng mà bên nội thất hay là linh kiện hay là cách sử dụng của những dòng mic Beyer 790 thì nó như nhau các bác nhé, nó như nhau, nó không khác gì nhau cả. Đấy thì đuôi chuột cũng là 2.3 và đuôi bằng cũng là 2.3, toàn những dòng mic đẹp xuất sắc cho bác và anh em. Đấy, trên đây thì em cũng đang ghép một bộ Men đấy, có tai bắt tủ nên là khi ghép vào dàn âm thanh khá đẹp đúng không ạ, khá đẹp đúng không ạ. Và dòng này là dòng mic đời cao có cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc cho bác và anh em, 2.300.000 bao ship quá nha. 1 2 4 5 6 bình lên, 1 2 4 5 6. Đấy, tất cả
những dòng mic này thì còn nguyên lẫy pin, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Và khi các bác và em sử dụng những dòng mic Beyer thì các bác và em sẽ cảm nhận được chất âm của nó cực kỳ hay và lọc âm rất tốt. Thì bác nào mà quan tâm đến những sản phẩm mic Beyer 780 hay là 790 hàng vừa về bên em thì các bác và em có thể là liên hệ với số điện thoại trên màn hình của các bác và anh em đây. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.